Ok, xin chào các bạn. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để mình có thể đăng ảnh và video lên Instagram bằng máy tính. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều người bạn cũng đang hỏi Sơn cái câu hỏi này. Thì nhân tiện đây, cơ hội Sơn sẽ hướng dẫn cho anh em từng bước, step by step để anh em có thể làm được theo. Và bằng cách nào mình có thể nuôi tài khoản Instagram bằng máy tính và mình đăng ảnh và video lên. Thì anh em xem video này đừng quên mình bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Và anh em có thể bấm vào nút like video này nếu như anh em cảm thấy rằng là mình đang rất là cần cái điều mà Sơn chuẩn bị chia sẻ ở đây. Thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Sơn và bấm vào nút hình của chuông nha anh em. Thì bây giờ là Sơn chia sẻ cho anh em nhé. Ví dụ nhá, bây giờ là Sơn sẽ có cách ở đây là cái tài khoản Instagram của Sơn. Thì cái cách đầu tiên bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng một cái add-on. Add-on là gì? Bạn có thể lên trên Google, bạn search với từ khóa là download Instagram add-on. Thì trên add-on này các bạn có thể sử dụng bằng Chrome hoặc là trình duyệt cốc cốc, bạn bấm vào đó và sau đó thì nó sẽ ra cái giao diện như ở trên hình mà các bạn đang nhìn thấy ở đây đó. Sau đó bạn tải nó về thì nó sẽ hiện lên ở phần trên mục như vậy. Đây là cái icon của nó, bạn sử dụng trên cốc 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 hoặc Instagram đều được nha các bạn. Và sau khi mà bạn tải nó về rồi thì bạn có thể refresh lại cái trang Instagram của các bạn thì nó sẽ hiện lên ở phía những cái thanh công cụ phía trên này thêm nữa, mà bình thường nếu như bạn chưa cài đặt ấy, thì các bạn sẽ không nhìn thấy được nó. Rồi thì bây giờ giả sử đi, cái công cụ này nó sẽ giúp gì cho chúng ta? Đầu tiên á, nó sẽ giúp cho các bạn có thể tải được ảnh về. Ví dụ nhá, các bạn có thể là rà soát trên từng ảnh này, ví dụ cái ảnh này đi thì Sơn sẽ bấm vào phần download, nó sẽ có hiện lên đây. Sau đó Sơn bấm vào phần download thì nó sẽ hiện về đó, nó sẽ tải về ảnh cho chúng ta trực tiếp trên máy tính một cách dễ là dàng đó. Các bạn có phải là các bạn chưa biết cái cách này đúng không? Rất tuyệt vời đúng không nào? Đó, bạn thấy nó tuyệt vời thì comment phía bên dưới video là quá tuyệt vời được không? Hãy giúp Sơn là share cái video, cái kênh YouTube của Sơn PS cho nhiều anh em khác để họ cũng biết nha các bạn. Rồi ở đây là nó có thêm một chức năng nữa. Nếu như bây giờ các bạn muốn tải từng ảnh về thì các bạn chỉ cần nó dê chuột vào bất kỳ cái ảnh nào bạn muốn thôi, mà bên cạnh đó thì nó sẽ có cái phần này download all, tức là nó sẽ cho các bạn không phải là chỉ là tải từng ảnh một mà nó sẽ cho các bạn download tất cả những ảnh trên cái kênh Instagram đó luôn đó. Bạn có thể bấm một nút download all ở đây để bạn có thể tải nó về nhá, tải cực kỳ nhanh trong thời gian tích tắc thôi. Sau đó bạn giải nén nó đi, bạn giải nén nó và các bạn nó mở ra thì nó có thể là tải được hết tất cả các ảnh, hoặc là bạn có thể chọn ví dụ là đây là cái ảnh số 1 cho tới 144 ảnh. Thì trên cái Instagram này của Sơn á, là có tổng cộng 144 bài viết thì nó tải được 144 ảnh nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn là nó sẽ tải từ 100 tới 144, tức là 44 ảnh, thì sau đó mình bấm vào phần download ở đây nó sẽ tải về hết. Hoặc là mình cũng có thể là tải ở đây là tải cái tin của cái tài khoản của Sơn, cái này tin ở đây là gọi là cái story. Nhưng các bạn nhớ này, khi mà các bạn nó đăng ảnh lên các bạn repost ảnh ảnh người khác á, khi mà mình repost ảnh người khác á, thì mình nhớ nhớ ghi nguồn lại không? Bởi vì nếu như bây giờ các bạn nó lấy ảnh của người khác mà các bạn không ghi nguồn thì có thể là họ sẽ kháng nghị bạn lên Instagram và vô tình cái tài khoản của mình nó sẽ bị Instagram cho mình bị đai nha. Thì cái cách mà mình ghi nguồn đây là các bạn ghi chữ clear by hai chấm, sau đó bạn a còng lên. Giả sử đi các bạn lấy ảnh từ cái trang Instagram của Sơn thì các bạn copy cái tên ở đây ở phía trên này, hoặc là copy cái đường link ở đây đó, thì các bạn ghi a còng sau đó các bạn dán nó vào được chưa đó, các bạn dán nó vào. Thì lúc này các bạn để một cái nguồn như vậy, các bạn có thể để ở cuối bài viết cũng được, nó không có điều gì hết. Nhưng để phòng trường hợp nó bị cái người chủ sở hữu đó người ta tố bạn thì bạn cũng có ghi cái nguồn rồi, thì lúc này người ta rất tôn trọng cái quyền bản quyền nha. Các bạn hãy nhớ cái điều này nha, rất là quan trọng đó. Các bạn có thể để trên đầu bài viết hoặc là cuối bài viết, nhưng mà tốt nhất thì các bạn để cuối bài viết cũng được, ok, nhưng các bạn nhớ phải ghi cái nguồn lại. Rồi thì khi mà cái cách của mình đăng ảnh nó như thế nào đây? Giả sử đây bạn đã bấm vào cái phần thanh công cụ có cái giao diện hình điện thoại chỗ này thì nó sẽ hiện lên, nó giống y hệt như cái điện thoại của các bạn luôn nha, nó giống hệt như cái điện thoại của bạn luôn.
Thì ở đây là các bạn có thể đọc được tin nhắn này, có thể đọc được tin nhắn ở chỗ này nhá. À, có thể bấm vào này, có thể chat được với họ được luôn, rất tuyệt vời đúng không nào? Đó, chat được với những người này bằng máy tính của các bạn, hoặc là bạn vào cái trang cá nhân này, các bạn nó coi nó giống y hệt như một cái giao diện bằng điện thoại. Rồi thì bây giờ này, các bạn nó tải cái hình rồi, hoặc là tải video về cũng được nha các bạn. Ví dụ đây là một cái video đi, thì Sơn nó tải cái video này về luôn. Ok, rồi thì đó là chúng ta tải cái video về luôn nhé. Rồi xong đó, khi mà các bạn muốn đăng cái ảnh lên hoặc đăng bất kỳ video lên thì các bạn bấm vào dấu cộng ở đây, bạn bấm vào ảnh dấu cộng ở đây, thì bạn chọn cái ảnh mà bạn muốn đăng lên. Nhưng nhớ khi mà bạn đăng lên đó thì cái kích thước đó, nó cũng phải là hình vuông chắc là kích thước khoảng 900 đến 900, video cũng là hình vuông, bởi vì đây là cái giao diện mà Instagram họ họ hỗ trợ cho chúng ta nha. Thì các bạn nhớ đăng ảnh bằng hình vuông. Bây giờ Sơn sẽ làm mẫu cho các bạn biết nhá. Giả sử đi, bây giờ là mình sẽ vào một cái trang khác, nó về keto. Keto diet recipe. Trong cái phần là mục những cái bài viết hàng đầu đây, mình sẽ lựa chọn một cái bài viết nào đó nói về keto. Ví dụ bài này đi, có 3.800 like. Ok. Sau đó thì mình bấm vào phần dấu cộng để mình tải cái ảnh này về, để mình đăng cái ảnh này lên. Sau khi mà các bạn bấm vào nút đăng ảnh lên rồi và bạn chọn được một cái ảnh rồi, đúng không nào? Thì bạn bấm vào nút tiếp tục. Sau đó thì bạn có thể viết cái ghi chú, viết caption ở đây. Thì viết caption ở đây thì mình sẽ copy của bên này đi chẳng hạn. Copy phía bên này. Ok, mình sẽ copy tới đây. Copy tới đây. Sau sau đó thì bây giờ là mình sẽ vào cái giao diện của Facebook để mình chỉnh sửa lại cho nó nhìn nó dễ. Chỉnh sửa lại nhìn cho nó dễ. Rồi, thì cuối bài viết là mình sẽ ghi nguồn là mình đã copy từ bài viết của cái bạn này. Keto Grid. Các bạn nhớ phải ghi nguồn nha các bạn. Tôn trọng quyền tác giả và cái kênh Instagram của mình cũng sẽ được an toàn về sau này nữa. Ok, sau đó mình bấm một nút chia sẻ nha các bạn. Rồi. Và sau đó ảnh nó đăng lên rồi, ảnh nó được đăng lên. Like cho nó một cái. Và sau đó thì nó còn cái phần hashtag này. Phần hashtag thì nếu như mà ok thì chúng ta nên để cái hashtag ở ngay cái phần bình luận, mình bấm một nút đăng. Rồi sau đó thì mình quay trở lại cái bài viết nhá. Thì các bạn sẽ thấy này, cái phần hashtag nó ở ngay cái phần bình luận, ở ngay cái phần bình luận đầu tiên. Ok. Thì cái video này là Sơn đã hướng dẫn cho anh em là cách làm sao đó là chúng ta có thể đăng ảnh lên trên Instagram bằng cái trình duyệt add-on, đó là mang tên là download for Instagram. Rồi các bạn tải nó về nhá. Thì đăng lên video thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó y hệt như vậy nha các bạn. Rồi các bạn có thể là tự mò cái giao diện này. Ok. À, ngoài ra thì trên kênh YouTube của Sơn thì các bạn nó có vẻ là khó có thể theo dõi, thì các bạn nên vào cái mục danh sách phát ở đây này. Sau đó các bạn nó tìm những cái chủ đề liên quan. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn học về marketing và bán hàng online thì nó là danh sách phát này, mình sẽ tổng hợp lại hết. Hoặc là series về kiếm tiền online và các cách kiếm tiền tại nhà, hoặc là về Clickbank dành cho người mới bắt đầu đó, thì các bạn sẽ vào những cái giao diện đây để các bạn sẽ bắt đầu nó dễ dàng hơn nhé. Ok. Và cái cách số 2 ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, đó là bạn nó sẽ sử dụng là một cái tool cho trường hợp là ví dụ là bạn đăng cái video lên mà cái giao diện nó không có phù hợp thì nó sẽ không có cho chúng ta đăng lên á, thì các bạn tải cái video về, các bạn nó tải cái video về, tải video về thì nó ở đây rồi. Sau đó các bạn nó vào cái tool đó là Post Yearly, thì đường link ở mình đặt ở phía bên dưới mô tả cái đường link đăng ký của cái tool này nha các bạn. Thì cái tool này nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng miễn phí trong vòng 7 ngày đấy. Sau đó thì các bạn có thể chọn vào cái giao diện đầu tiên này, Airport này, bạn kéo cái video này vào vào đây giống như mình đã đăng lên rồi. Đấy thì mình kéo video này vào, sau đó mình viết viết caption, viết nội dung ở đây, và sau đó thì mình có thể lựa chọn cái thời gian để mình đăng nó lên.
sau đó thì mình đã chọn là đăng theo lịch, ok chưa các bạn? Rồi thì cái video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn đó là hai cách để làm sao đó chúng ta có thể đăng ảnh và đăng video lên bằng máy tính. Rồi cái cách đầu tiên thì nó sẽ dễ dàng và dễ sử dụng hơn. Còn cái cách số 2 thì chúng ta cần thông qua một cái tool, một cái ứng dụng để giúp cho mình đăng ảnh lên. Rồi thì nếu như các bạn thấy video này thực sự tuyệt vời, có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like video nha các bạn. Và bên cạnh đó này thì bạn đã hãy tham gia vào trong cái group là trở thành chiến binh affiliate marketer cùng với cả Sơn PS ở đây. Thì trong group này thì Sơn sẽ liên tục Sơn có những cái cập nhật, những cái thông báo, và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì mình có thể để comment ở ngay phía bên dưới video, hoặc là mình đăng cái câu hỏi vào trong group chat ở đây, group ở đây thì mình sẽ post ra, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.